này á, là nó vào hết những cái phần khác. Lúc nào ấy, lưng với cả mông của bạn, lên một tí, lưng với cả mông của các bạn ấy cũng phải thành một đường thẳng. Và ấy, đặc biệt là cái chỗ phần vai này, không phải là các bạn cứ như này đâu nhá. Rồi, sau đây sẽ là những bài tập mà để cho vòng 1 của chúng ta to hết cỡ. Wow. Đầu tiên là hít đất. Các bạn đừng có bao giờ nghĩ là hít đất mà nó to tay nhá. Đấy là chẳng qua là mình muốn là hít đất là nó vào phần nào thôi. Ví dụ mình muốn hít đất là nó vào phần tay, tay sau hay là vai với các thứ thì nó mới vào. Còn các bạn hít đất mà nó vào ngực nhá, thì các bạn có hít 80 lần. Ngày mình hít đất 100 lần mà mình tập 10 bài mà tay mình chả to gì cả. Nhưng mà trong 10 bài đấy thì sẽ có một số bài, chỉ có 2 bài là mình thấy là vào ngực nhất. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Còn đa số những cái bài kia thì nó sẽ vào các cái phần tay các thứ và phần lưng. Rồi. Thường ấy mình tập ấy, bởi vì là mình tập quá là trâu rồi cho nên là mình sẽ nhấc chân lên. Nhưng mà những cái bạn nữ mà không thể nào mà nhấc chân được ấy, tức là các bạn vẫn đang còn kiểu như tay các bạn còn hơi yếu ấy, thì các bạn có thể kiểu thả chân. À, đợi mình tí, mình đi lấy cái đầu gối. Các bạn nào ấy mà tập chân này, hoặc là các bạn hít đất mà quỳ gối, các bạn nhớ là có cái vật hỗ trợ nhá, cho đầu gối đỡ thâm. Người ta hiểu lắm. Rồi. Bình thường ấy, với những bạn mà tập khỏe thì các bạn có thể là nhấc chân lên nhảy, đúng không? Đây, nhấc chân lên như thế này. Và các bạn nhớ nhá, đừng bao giờ để người như này nhá. Hoặc là như này nhá, là nó vào hết những cái phần khác. Lúc nào ấy, lưng với cả mông của bạn, lên một tí. Lưng với cả mông của các bạn ấy cũng phải thành một đường thẳng. Và ấy, đặc biệt là cái chỗ phần vai này, không phải là các bạn cứ như này đâu nhá. Lá nó rơi hết đấy, các bạn phải nhấc nó lên. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Vai mình này, nhấc lên này. Đấy, tức là nó phải hơi kiểu Kamezuko một tí. Đó. Còn nếu như những bạn nữ nào nhá, mà các bạn kiểu như không có thể tập được cái kia, bởi vì nếu như là nhấc người lên ấy, thì các bạn còn kiểu như là giảm mỡ được phần lưng, phần tay và phần bụng luôn. Nhưng nếu như các bạn không ấy được thì chúng ta focus vào ngực thôi. Mình sẽ kiểu cùi chân như thế này. Nóng quá các bạn ạ. Đấy, hóp bụng lại. Nhớ là phải hóp bụng nhá. Đấy, và tay này. Tay nhá, mình để tay này rộng bằng vai thôi. Đấy, và khi mà mở tay nhá, là các bạn mở này, là một góc 45 độ, tức là cái phần nách của mình ấy. Đây này, cái phần nách này này, nó là một góc 45 độ. Và tay khi mà các bạn xuống ấy, thì cái củ trỏ tay này nó phải hơi đi ra ngoài một tí. Một tí thôi nhá, đừng có toát ra. Một tí thôi này, các bạn thấy này. Các bạn nhảy. Đấy, các bạn càng xuống sâu được, các bạn đẩy lên thì nó càng vào ngực. Và các bạn xuống cứ từ từ, chậm rãi thôi. Mình không đi đâu vội, Hà Nội không vội đâu. What the hell? Đấy, nhớ là phải hóp bụng này, xuống này, cảm nhận cái cơ ngực này. Đấy, nhấc lên. Đấy, là nó vào hết cái phần ở trên này. Nó sẽ kéo toàn bộ cái ngực của các bạn lên. Đấy là ngực của các bạn nhá, hơi bị tấn công luôn. Mình cứ xuống này. Ok. Các bạn làm cái này nhá. 4 hiệp. Mỗi hiệp từ 12 đến 15 cái. Mà nhá, một tuần chỉ cần làm 2 buổi thôi là mình đảm bảo là ngực của các bạn đã không bao giờ đi xuống được luôn. Bao nhiêu năm từ bây giờ mình 28 tuổi rồi mà mình vẫn thế. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Các bạn đừng có nghe là cam quýt mít xoài rồi thì cũng kiểu như là thành mướp hết. Không bao giờ, nếu như mà các bạn biết chăm sóc không bao giờ có chuyện đấy luôn. Đấy. Ok, đấy là một cách này. Cách thứ hai
nó vào ngực nhiều hơn. Cái cách vừa xong ấy thì kiểu như là những bạn nào mà mới tập gym ấy thì các bạn sẽ kiểu như hơi bị khó một tí, nhưng mà các bạn cứ kiểu chú ý xuống chậm 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 thì các bạn sẽ cảm nhận được, các bạn phải cảm nhận được cơ của mình nhá, cảm nhận được cơ thể của mình đang muốn nói gì nhá. Các bạn thấy là nó căng cái phần này ra thì có nghĩa là mình tập đúng. Tiếp theo nhá, là một cái động tác nữa cũng là chống đẩy, nhưng mà tay của mình sẽ rộng ra. Đây, tay của mình sẽ để rộng ra như này, là mình sẽ xuống ngang một tí. Và nhớ là lúc nào cũng phải hót bụng vào thì cái phần cơ mà mình cần tập ấy nó mới chuẩn, nó mới vào được. Đấy, mình xuống này, lên. Cái này nhá, cực kỳ vào ngực luôn, mà nó vào hết cái phần ở phía trên này luôn. Đấy là cơ ngực của mình nhá, cực kỳ gọi là căng đấy. Đấy, mình cứ làm này. Đấy, mình thích tập cái bài này lắm, bởi vì nó vào hoàn, nó dồn vào hết ngực luôn. Đấy, tức là một ngày các bạn có thể đổi bài, có thể đổi bài là hôm nay tập cái bài kia, hôm sau tập cái bài này. Còn nếu như mà không thì các bạn có thể kết hợp là ví dụ như là bài kia thì tập một set, bài này tập một set. Đấy là ok. Một bài nữa này là plank. Thực ra ấy, plank thì nó vào plank thì nó vào hoàn toàn tất cả các phần trên thân thể. Còn rất nhiều bạn nghĩ là plank nó chỉ vào phần bụng thôi, nhưng không phải. Và nó có nghĩa là nó vào phần bụng là nhiều, nhưng mà đa số là nó toàn bộ thân thể luôn. Nếu như mà mỗi ngày nhá, các bạn plank khoảng tầm 1 phút, 2 phút đấy, thì mình khẳng định luôn là ngày nào cũng thế nhá, và sau 1 tháng thân thể của các bạn sẽ khác. Nó còn vào cả mông biết các thứ. Thì plank ấy nó cũng không khác gì cái chuyện là mình hít tất cả. Thì chúng ta chỉ cần chống tay xuống này, phần lưng với phần mông thẳng với nhau này, và nhớ là phải nhô cái phần này lên. Ý là đừng có nhô quá, mà chỉ gọi là hơi này, đẩy cái vai lên này. Đấy, hót cái bụng lại. Đó, thế là tất cả nhá, toàn bộ này, thân thể của bạn này, cơ các thứ này là nó sẽ phải làm việc. Và nó sẽ đốt cháy hoàn toàn, nó không bị kiểu áp lực của tạ, nó không có lên cơ gì ở đây cả, mà nó hoàn toàn là đốt mỡ luôn. Đấy là những cái bài mà tập ngực mà chắc chắn là sẽ không bị to tay đâu, mình khẳng định luôn. Các bạn đừng có cơ, nhất là cái bài đầu tiên nhá, là các bạn chỉ cần mở rộng tay 45 độ. Và nhớ là đưa lúc mà xuống thì đưa hơi đưa cái cùi chỏ ra ngoài một tí, là nó sẽ hoàn toàn vào ngực. Các bạn cảm thấy rằng là khi mà mình tập thì cái cơ nào đau thì các bạn để ý cái đấy. Còn nếu như mà ở ngoài phòng tập gym nó có rất là nhiều bài để mà tập tạ, thì các bạn có thể lên YouTube, hiện giờ là có nhiều PT họ hướng dẫn những cái bài đấy. Còn những cái bài mà tập tạ ấy thì mình cứ đấy, mới tập một tí nhá mà nó đã kiểu trội lên, bởi vì cái cơ ngực của mình là mình có sẵn rồi, xong rồi mình lại tập luyện các thứ ấy, cho nên là kiểu như là tập một phát nó sẽ lên luôn. Còn những bạn nào mà kiểu mới tập chưa có nhiều cơ thì các bạn cứ làm như thế một thời gian là cơ của bạn sẽ lên. Tiếp theo là cái phần ở phòng tập gym thì nó sẽ có, ví dụ các bạn tập cầm tạ đơn ấy, các bạn có thể mua những cái tạ đơn ở bên ngoài về và tập những cái bài nhà đấy. Thì cái này ấy, nó là về phần vai, nhưng mà nó cũng sẽ kiểu có liên quan một chút đến ngực, mình kéo ngực lên đấy cơ nhà. Hoặc là ở nhà các bạn cũng kiểu làm như thế, làm tay thế các thứ này nọ là nó ấy hết. Còn mấy cái mà kiểu như là tập võ chẳng hạn, tập võ thì ở ngoài phòng võ nó hay có cái bao đúng không, nhưng mà ở nhà mình không có bao, mình có thể tự tập đứng, mình đánh không đánh gió, ví dụ đánh gió này đấy, đấy những cái động tác như thế ấy, khiến cho tay của mình không có mỡ. Và nó chính là cardio ấy, mọi người. Và cardio này nó sẽ giúp cho mình hưng phấn và mình muốn tập hơn là cardio ở bên gym. Cái tốc độ đánh của mình càng nhanh bao nhiêu chứng tỏ là cái cơ của mình càng khỏe bấy nhiêu. Và khi mà các bạn làm thế mỗi ngày, các bạn làm tầm 15 phút thôi, đánh này liên tục. Đấy, đánh này liên tục thì cơ ngực rồi tất cả các loại cơ phần thân trên của bạn rất đẹp. Đó,
Đấy là tất cả những cái cách mà Linh Như đã chia sẻ cho các bạn làm thế nào để chúng ta có một tâm hồn to và đẹp. Đấy, và nó sẽ trường tồn luôn. Nếu mà các bạn thấy clip này bổ ích thì các bạn hãy tham khảo và làm theo những cái gì mà mình chia sẻ để xem là nó có thực sự là như vậy không. Và các bạn hãy comment xuống phía dưới cho mình biết là cái cảm nhận của các bạn sau khi mà làm theo mình thì nó như thế nào. Và nếu như mà các bạn thấy thích thì các bạn hãy like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Hoặc là nếu như các bạn muốn mình làm một cái vlog nào thì các bạn hãy kiểu comment xuống phía dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye, mình đi ăn đây.